Dạ em chào anh cơ quan. Hello, xin chào Chung, xin chào Dạ tất chào. cả mọi người. Nghe rõ, âm thanh nghe rõ Dạ không nghe rõ anh. Chung? Ok, xin mời Chung. Ok em cảm ơn anh. Ok, chào lại cô chú anh chị nha. Thì vừa rồi chúng ta theo dõi hai cái clip đúng không ạ? Một cái clip của luật sư Trịnh Quốc Thiên, clip thứ hai là của anh Quang Lâm, thì cũng cảm ơn rất là nhiều hai nhân vật đã cung cấp cho ta những cái chúng ta những cái thông tin rất là tuyệt vời. Đấy, nó rất là hữu ích đúng không ạ, và nó có cái chứng minh rất là cụ thể. Đó là gì? Tự do ngôn luận. Muốn nói gì nói, muốn chửi gì chửi. Đấy. Thế nên là phiên đồng thì bị cảnh sát hoàng gia Canada người ta tóm về cái tội này mạ lị xúc phạm người khác. Thế thì trước đây thì em cũng thắc mắc là tại sao lại người Mỹ người ta lại không có danh dự và nhân phẩm hay sao mà là thích chửi ai thì chửi. Đấy, chứ ở Việt Nam thì cái quyền đó là được nhà nước đúng không ạ bảo vệ bằng cách là gì? Quy định các cái điều luật để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau. Đấy, tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rất rõ rồi, bài học to tướng đúng không? Thế thì không biết là phiên đồng có lại tiếp tục quyên góp hay không, tiếp tục lên mạng lừa đảo để mà quyên góp nữa hay không, rồi là còn lên mạng tố người này chửi người kia nữa không, đúng không? Thì chúng ta không biết, thì tương lai chúng ta chờ vào cái bản án nào dành cho phiên đồng, ví dụ như phạt tiền hay là giam giữ như thế nào đó, thì chúng ta chờ tòa án của Canada người ta sẽ xử, người ta quyết định. Và cái thứ hai nữa là qua cái sự việc của cựu tổng thống Donald Trump đấy, thì khi ông ta đang là đương kim tổng thống là đã bị khóa tài khoản Twitter rồi. Thế thì hiện nay sau khi Elon Musk, tỷ phú Elon Musk đã thâu tóm được cái mạng xã hội này, thì ông ta lập tức mở cái bài đó là chim trong lồng chim bay ra đúng không ạ, chim tung cánh thì phá tan cửa lồng, để cho gọi là cựu tổng thống Donald Trump lại tiếp tục được tự do ngôn luận. Đấy, thế rất tuyệt vời, đúng là tuyệt vời quá, tự do ngôn luận tuyệt vời quá, hay ho quá đúng không ạ? Thế thì chúng ta cảm nhận được cái điều gì? Thứ nhất là về bản chất, có phải thực sự những thành phần kia người ta nói hay không, hay là chỉ là gì, chỉ là chiêu trò đúng không ạ, lừa bịp Mỹ dân. Bởi vì sao? Bởi vì những thành phần này toàn nói tiếng Việt ấy, còn ngay như ông Donald Trump này bằng tiếng Mỹ đang tiếng Anh này, nó là bị nó khóa luôn, nó cấm luôn, nó dán bằng keo đấy, nó nhốt vào lồng. Hay thế chứ này, mà không phải nhốt lâu đâu nha, không phải 3 ngày 7 ngày 24 ngày đâu, lâu lắm rồi, cả 2 năm nay rồi đúng không? Đấy, chúng ta thấy thôi. Đấy thì cái đó là về góc độ bản chất. Còn về hình thức đó là gì? Hình thức thì chúng ta phân biệt rất rõ ràng thôi, chửi một tiếng Việt thì các cơ quan chức năng của các quốc gia sở tại người ta có hiểu đâu. Người ta bảo chắc là cái thằng này nó đang diễn hề. Đấy, nó diễn hài trên mạng mà tôi kệ nó. Thế nhưng mà khi có những cái người người ta bị xúc phạm, người ta bị bôi nhọ, người ta bị vu khống đấy, người ta dịch toàn bộ sang tiếng Anh, người ta gửi cho tòa án, thì ngay lập tức phiên đồng là một tấm gương đầu tiên đúng không? Và chắc chắn là sẽ còn các cái tấm gương khác. Chửi mạnh vào, cứ nói mạnh vào, cứ ai không đồng quan điểm với mình thì cứ vu cho người ta đi nhé. Cứ lên chửi thoải mái đi, tự do mà, chửi thoải mái. Đến khi là tòa án người ta có cái búa đó, người ta gõ cho, thì lại như cái ông chồng của cái bà gì đấy, đấy cũng ăn búa đấy nhé. Mà cái búa này là búa hơi hơi mạnh đấy, thế mà không may thì lại ăn phải cái búa mà nó tuyệt vời quá thì lại cũng khổ thân nhỉ. Thế lại đầu quân cho câu lạc bộ của Ý, đang từ Canada từ Mỹ mà sang Ý tuyệt vời quá, làm gì nữa, đất nước tuyệt vời, mình sẽ ổn đấy, châu Âu không khí thì trong lành, nhà đá mát mẻ, vào đấy ở cho nó thêm phần gọi là yêu thương cuộc sống. Thế mỗi lần búa mà gõ xuống là các cháu lại run lẩy bẩy lên, sao lại lạ thế, tự do kiểu gì mà lại buồn cười thế nhỉ. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không, rất là hay, rất là nhân văn đấy. Cứ mỗi lần gõ búa là các cháu hai chân run lẩy bẩy. Cái tiếp theo nữa là gì, tiếp theo nữa là chúng ta thấy được đó là gì, là cái chiêu trò đúng không ạ, của những cái thành phần này. Nó lợi dụng vào các cái vấn đề nó cho rằng là tự do, mà bản thân chúng nó thì cũng không có tự do. Đấy, tự do thì sao không nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Úc, tiếng Canada đi đúng không? Đấy, tự do thì sao hiện nay tình trạng lạm phát ở các nước đấy nó đang tăng cao như thế,
người dân khốn khổ thì cũng nên phê phán chính quyền đấy. À, mà cái tự do nó ví dụ như gần đây ở cái sự việc ở Itaewon Hàn Quốc này đúng không, xảy ra cái vụ việc không may như thế, nếu như ở Việt Nam thì chúng nó gào lên đúng không, chúng gào lên và nó quy cái kết quả cuối cùng nó là gì, đó là lỗi do chính quyền, do Đảng Cộng sản Việt Nam nên nó mới có sự kiện như thế. Thế ở Hàn Quốc thì chả thấy nó đang gì cả, nó chỉ lên nó mỗi pray for you đấy, văn minh thế, nhà tiến bộ thế. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thấy rất là rõ. Thế thì mới đây nhất thôi, đó là hai anh em ruột, chưa biết là không biết là Đào Minh Quân hứa cho cái chức tướng tá gì thì không biết, thế này lôi kéo cả một cái gia đình vào cái tổ chức đấy, bỏ phiếu bỏ phèo gì đấy, đấy cái tổ chức mà gọi là cái đất nước đấy tồn tại ở trên Facebook. Thế rồi cuối cùng là gì, cơ quan điều tra người ta xác định là những cái người mà bị lôi kéo đó thì người ta lại không liên quan. Cái thành ra nó xử hai anh em nó 26,5 năm tù, một người 13 năm, một người 13 năm rưỡi. Đấy là cái bài học đúng không ạ, một cái bài học, là một cái bài học nữa để cho mọi người rút kinh nghiệm thôi. Chúng ta tham gia không gian mạng này thì khi tiếp cận thông tin thì chúng ta cũng phải tìm hiểu chứ đúng không, mọi người đã lên được YouTube, đã lên được Facebook thì không lẽ lại không lên được Google để mà gõ xem là Đào Minh Quân là ai, tại sao bị truy nã đúng không, tại sao bị xếp vào cái thành phần là khủng bố. Cái hành động là gì, ví dụ như là phá hủy đặt chất nổ, phá hủy cái nhà vệ sinh đấy ở chi cục thuế Bình Dương chẳng hạn, hay là đốt cái kho tạm giữ xe của công an Bình Dương đấy. Đấy, tại sao chúng ta không tìm hiểu những cái nội dung đó để cho những cái thành phần này nó lên mạng, nó rụ rỗ, nó lôi kéo, để rồi hậu quả là gì, hậu quả là chúng ta gánh chịu. Chúng ta thấy rất là rõ là hiện nay đó, các cái thành phần này đúng không ạ, chống phá nhà nước nó có ở Việt Nam đâu, ở nước ngoài, nó không chịu bị chịu sự chế tài của pháp luật Việt Nam, thế thì nó cứ lôi kéo mọi người vào làm theo ý của nó, thế là gì, trở thành cái công cụ để họ để giúp cho nó đạt được cái mục đích. Thế thì chả biết là nhận được bao nhiêu tiền, giỏi lắm thì cũng có một vài trăm đô, thế sau cuối cùng là cái hệ quả mà để lại nó rất là đáng tiếc, là đáng tiếc. Cái lỗi này thì là do bản thân mà ra thôi đúng không ạ, đó là do mình tìm hiểu chưa kỹ. À, mình cũng không phải biết được rằng cá nhân mình là ai đúng không, à, mình có năng lực như thế nào, có đảm đương được những cái mà bọn nó hứa hẹn hay không, rồi cái tiếp theo nữa là bọn nó hứa hẹn như vậy nhưng bọn nó có thực hiện được không. Đấy, nếu nó thực hiện được thì nó có để đến ngày hôm nay không đúng không, nó có rất nhiều cái vấn đề để chúng ta đặt ra những cái câu hỏi và từ đó chúng ta tìm hiểu thông tin và giải đáp những cái thắc mắc đó trước khi chúng ta vội vàng quyết định một vấn đề gì, đặc biệt là vấn đề muốn phá hoại cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gì, phá hoại cái ổn định hòa bình của đất nước. Thế thì cái kết lại sau cùng đó là gì, cá nhân gia đình con cháu bị ảnh hưởng đúng không? Chắc chắn là bị ảnh hưởng. Thế thì cái điều này đó nó diễn ra bao nhiêu năm nay rồi. À xin lỗi, vâng, cảm ơn chị Hoàng Yến. Có nghĩa là cái nơi giữ xe vi phạm ở Đồng Nai, à, chứ không phải Bình Dương, chứ cục thuế Bình Dương và cái kho giữ xe vi phạm ở Đồng Nai. Đấy, thì chúng ta thấy được ngay thôi, đúng không? Thì bản chất của những cái thành phần này, bao nhiêu năm nay đã không đổi. À, khi mà nó lên mạng đấy, nó lên Facebook, nó lên YouTube, nó lên TikTok đấy, thằng nhân lì đấy. Thằng nhân lì bây giờ là mọi người vào, mọi người tìm hiểu lại những cái clip trước đây nó đăng này. Đấy, nó khoe là, nó bảo là ngày một năm ở Mỹ đâu được 1 tỷ mấy đấy. Nhỉ? Đấy, 1 tỷ mấy đấy, 1 tỷ mấy mà sao lại cứ khổ đấy nhỉ, 1 tỷ mấy nó phải mạnh dạn lên chứ, 1 tỷ mấy phải ăn tiêu, nó phải phóng khoáng ra đấy, trở thành đại gia rồi, tiền tỷ trong tay rồi đúng không, làm gì mà cứ phải ngồi xong bắt đầu quay clip, bắt đầu rồi xoa xoa đấy, xoa xoa bóp bóp lăn lăn làm cái gì, cứ ngồi mà hưởng thụ thôi đúng không, sang Mỹ không làm có ăn tuyệt vời thế còn gì nữa, nhất quả đất này rồi đấy, sao Mỹ không làm có ăn, mà cái chiêu trò này nó lợi dụng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tại sao lại vẫn có người bập vào đúng không, bập vào. Thì ngày hôm nay qua hai cái sự kiện của chuột đồng ở Canada và cựu tổng thống Mỹ đã được mở 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 cửa lòng đấy, là chúng ta thấy được thế nào là tự do ngôn luận đúng không ạ, thích nói gì thì nói, thích chửi ai thì chửi, thích làm gì thì làm đấy, hậu quả đấy, tấm gương đó, đúng không ạ, nhãn tiền, bài học nhãn tiền nhìn vào đấy để chúng ta thấy được. Và rất rõ ràng là gì, ông Donald Trump ông phát biểu vài dòng ngắn gọn thôi
thì đã bị như vậy. Đấy, thế nhưng ở Việt Nam chúng ta, ngay kể cả ngay Nguyễn Văn Đài đấy, nó thừa nhận là cái tổ chức của nó sinh ra cũng bao nhiêu năm mới bị bắt mà. Đó là gì? Đó là cái sự nhân văn của nhà nước. Đấy, người ta quan sát, người ta theo dõi, người ta để cho anh một cái thời gian để anh có những cái tìm hiểu, những cái nhận định, những cái phát ngôn chính chắn. Thế nhưng nếu như anh không 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 thay đổi thì bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật thôi, đúng không ạ? Đó là cái ranh giới rất rõ ràng, chứ không phải là chúng ta như kiểu là ở Mỹ được ngôn luận. Và một cái ví dụ điển hình tiếp theo đó là gì? Nó nấm mốc đấy, nó đấu mẹ nó tuyệt vời lắm đấy, cờ hoa rạp rờn ra tận sân bay đấy, rồi khiêng mẹ về nhà đấy. Rồi ca ngợi mẹ hết lời, đến khi nói đúng một câu thôi thì nó chửi cho không còn cái chỗ nào mà chui nữa. Đấy, tuyệt vời thế, ngôn luận đấy, ngôn luận Mỹ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay qua cái sự việc mà Twitter được tỷ phú Elon Musk mua lại, đúng không ạ, và khôi phục mở khóa cái tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy được chính quyền Mỹ thì người ta vẫn luôn đi rêu rao về tự do dân chủ nhân quyền. Thế nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta nhìn thấy cái người quyết định, đúng không ạ, cái người quyết định cho tự do này lại là một cá nhân. Đó là gì? Đó là Elon Musk. Rất rõ ràng như vậy. Thế thì hôm nay đó, cái chủ đề này nó cũng thêm một lần nữa, đúng không ạ? Thêm một lần nữa để chúng ta thấy được cái sự dẫn dắt của truyền thông phương Tây nó như thế nào, nó nguy hiểm như thế nào. Đấy, và những cái bài học nhãn tiền đó nó sẽ là gì? Nó là những cái bài học kinh nghiệm rất là sâu sắc cho những ai khi đã lên tham gia không gian mạng mà gì ạ? Mà thiếu cái sự tìm hiểu, thiếu cái sự tỉnh táo, thiếu cái sự chắt lọc thông tin, đúng không ạ? Thiếu cái sự mà gọi là khi mà tỉnh táo trong cái phát ngôn của mình, chứ không phải là chúng ta muốn nói gì thì nói, đúng không ạ? Chúng ta muốn mạ lị ai, xúc phạm ai, cá nhân nào thì chúng ta cứ đưa lên chúng ta nói. Cái điều đó nó hoàn toàn là không hợp lý. Thế thì chúng ta chứng minh được là gì? Không riêng pháp luật Việt Nam mà kể cả Mỹ người ta cũng có, đúng không ạ? Và người ta cũng quy định được đó. Thế thì ngày hôm nay ông Donald Trump vậy, liên quan đến vụ việc này thì nó cũng chưa chấm dứt, đặc biệt là thời gian gần đây chuẩn bị đến cái bầu cử giữa nhiệm kỳ thì các cái phe còn lại đấy nó lại lôi ra, đúng không, nó làm rùm beng lên các kiểu đấy, đúng không? Nó lại khơi dậy, thậm chí là nó còn dọa là sẽ khởi tố hình sự ông Donald Trump đấy. Thế thì chúng ta tiếp tục theo dõi và chờ đợi.